Sách xuất Ai Cập ký. Chương 1. Dân Israel bị áp bức. Sau đây là các con trai Israel đã theo Gia-cốp xuống Ai Cập với gia đình mình: Ruben, Simeon, Levi và Judah, Issachar, Zabulon và Benjamin, Dan, Nephtali, Gad và Aser. Tổng cộng số con cháu Gia-cốp là 70 người, còn Joseph đã ở trong xứ Ai Cập. Thế rồi Joseph, tất cả anh em và tất cả người đồng thời với ông đều qua đời. Nhưng dân Israel sinh sôi nảy nở rất nhiều, trở nên rất đông đảo, mạnh mẽ và ở đầy cả xứ. Sau đó, có một người mới lên ngôi cai trị Ai Cập, và vua này không biết Joseph. Vua bảo thần dân rằng: Kìa, dân Israel bây giờ quá đông và mạnh hơn chúng ta. Chúng ta phải khôn khéo đối xử với họ, e rằng họ cứ tiếp tục gia tăng, và đến khi có chiến tranh, họ sẽ cấu kết với quân thù, đánh lại chúng ta và trốn thoát khỏi xứ. Vậy người Ai Cập đặt những cai nô áp bức dân Israel bằng cách cưỡng bức họ lao động để xây dựng thành Phi Thom và Ramse, làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng càng bị áp bức bao nhiêu, dân Israel càng sinh sôi nảy nở và tràn lan bấy nhiêu. Vì vậy, người Ai Cập sợ người Israel và càng bắt họ phục dịch cực khổ, khiến người Israel có cuộc sống cay đắng vì phải làm lụng nặng nhọc trong việc nhồi đất sét, làm gạch và phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Trong mọi công việc, người Ai Cập bắt người Israel làm việc cực khổ. Vua Ai Cập bảo các cô đỡ của người Hebrew là Shepra và Phua rằng khi đỡ cho các sản phụ Israel, hai người phải xem trên bàn xanh. Nếu đứa bé là con trai, hãy giết nó đi. Nếu là con gái, cứ để cho sống. Tuy nhiên, mấy cô đỡ này có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo chỉ thị của vua Ai Cập và cứ để cho các bé trai sống. Vua Ai Cập đòi hai cô đỡ này đến và hỏi: Tại sao các ngươi làm như vậy? Tại sao các ngươi để cho những đứa con trai sống? Hai cô đỡ đáp: Phụ nữ Hebrew không phải như phụ nữ Ai Cập. Họ rất khỏe mạnh, và trước khi cô đỡ đến, họ đã sinh rồi. Đức Chúa Trời ban phước cho mấy cô đỡ và dân Israel cứ ngày càng đông và rất mạnh. Vì mấy cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài cho gia đình họ thịnh vượng. Sau đó, Pharaon ra lệnh cho toàn dân phải ném tất cả con trai của dân Hebrew xuống sông Nin, còn con gái thì để cho sống.